Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác kiểm tra giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân. Thời gian qua, việc tổ chức kiểm tra định kỳ, thường xuyên và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra được Hội Nông dân tỉnh chú trọng. Coi đây là một trong những điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên nông dân. Chuyên mục Nông thôn Vĩnh Phúc kỳ này, chúng tôi có phóng sự phản ánh công tác kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nông dân các cấp. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Theo Hội Nông dân tỉnh, kiểm tra giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức hội, mà còn từng bước củng cố niềm tin của hội viên nông dân. Vì vậy, ngay từ đầu mỗi năm, Hội Nông dân tỉnh thường ban hành chương trình kiểm tra giám sát cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, dựa trên từng hoạt động, nhiệm vụ để các tổ chức cơ sở triển khai thực hiện. Ở mỗi địa phương, các cấp hội cũng đều có những chương trình kiểm tra giám sát riêng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên. Mục đích của công tác kiểm tra giám sát là nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ, nghị quyết của hội, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động công tác hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân cơ sở trong tỉnh. Qua đó kịp thời tìm ra những yếu kém, tồn tại, sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động phong trào hội. Từ đó kịp thời biểu dương những tập thể cá nhân tốt cũng như có biện pháp khắc phục cho phù hợp kịp thời để đẩy mạnh công tác hội, phong trào nông dân, giúp nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Công tác kiểm tra giám sát không chỉ được Hội Nông dân thực hiện thường xuyên mà còn được tiến hành thông qua các đợt kiểm tra theo từng thời điểm để nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên trong việc chấp hành điều lệ hội, các chủ trương, nghị quyết và chương trình công tác. Hội tập trung kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân, như việc xây dựng và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ hội, các nguồn vốn vay và việc thu hồi nợ tại các ngân hàng, các dự án phối hợp với các ngành. Qua đó, nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đưa công tác hội và phong trào nông dân đi vào ổn định và ngày càng phát triển. Hàng năm thì chúng tôi cũng có xây dựng cái kế hoạch kiểm tra đối với hệ thống hội ở cơ sở và huyện thị. Thông qua việc kiểm tra thì chúng tôi tập trung vào thứ nhất là kiểm tra về cái vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân cũng như là vốn ngân hàng chính sách. Thông qua cái công tác kiểm tra thứ nhất là về kiểm tra về cái quy trình thủ tục cho vay cũng như là sổ sách ghi chép rồi thì quản lý cái nguồn quỹ này để nó có hiệu quả để giúp nông dân phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất được trên 260 cuộc, trong đó có 131 cơ sở và 686 chi tổ hội được kiểm tra. Qua kiểm tra, các cơ sở, chi tổ hội đã luôn chú trọng đến phong trào, hoạt động hội, tích cực tuyên truyền triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của hội đến với cán bộ, hội viên nông dân. Từ đó góp phần tạo sự tin tưởng, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế cho hội viên. Bên cạnh đó, các cấp hội thực hiện tốt các nguyên tắc của hội, duy trì chế độ họp, sinh hoạt theo định kỳ tháng đối với cơ sở, quý đối với chi tổ hội, với các hình thức đa dạng, phong phú, đúng nội quy, quy chế, điều lệ hội. Tỷ lệ hội viên tham dự sinh hoạt luôn đạt từ 75 đến 9%. Các cơ sở hội đã cơ bản bám sát các chỉ tiêu của hội cấp trên giao, chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chấp hành tốt chế độ họp ban chấp hành, ban thường vụ, xây dựng các kế hoạch ngay từ đầu năm với hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Công tác phát triển hội viên tốt, thu và trích nộp hội phí đầy đủ. Việc phát động các phong trào thi đua của hội như đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hộ gia đình văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào đảm bảo an ninh quốc phòng được triển khai sâu rộng đến từng hội viên, được hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Về cái giúp đỡ nhau về phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo thì chúng tôi đã vận động hội viên chúng tôi là đóng góp nguồn quỹ tự nguyện để mà sẽ giúp nhau từ cái nguồn tiền của chi hội, của các chi hội và cũng hội nông dân xã và cây con giống và những nguyên vật liệu về phục vụ cho sản xuất và chăn nuôi thì chúng tôi đã vận động là hội viên trong toàn xã và các chi hội chúng tôi triển khai mà cho nên là cái này là một
100% là các chi hội trong toàn xã là đều có cái quỹ này. Đấy, 15 trên 15 chi hội là đều có quỹ để mà giúp một hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Thực hiện kết luận số 61 KLTU ngày 3 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư về việc thực hiện đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. Các cấp hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra cùng triển khai thực hiện. Hàng năm chúng tôi có xây dựng kế hoạch kiểm tra đến các cơ sở hội và chi tổ hội đến với hội viên. Công tác kiểm tra chủ yếu là về cái vấn đề thực hiện cái điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các chỉ thị nghị quyết của hội và cái công tác quản lý các nguồn quỹ vốn của hội. Thì trong quá trình thời gian kiểm tra, nhìn chung là các cơ sở hội và chi hội và hội viên đều thực hiện tốt cái điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Về công tác quản lý các nguồn vốn quỹ của hội thì các cơ sở hội và các chi tổ hội đều quản lý tốt các nguồn vốn và các hộ được tham gia vay cái vốn ngân hàng chính sách thì cũng đều sử dụng vốn đúng theo mục đích. Qua công tác kiểm tra và báo cáo của các đơn vị, kết quả cho thấy 100% tổ chức hội cơ sở và chi hội đều có quỹ. Mức quỹ hội bình quân đạt trên 130.000 đồng một hội viên. Quỹ của các tổ chức hội nhìn chung được sử dụng đảm bảo đúng mục đích, đúng nguyên tắc. Tính đến tháng 7 năm 2016, tổng quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đang quản lý trên 46 tỷ đồng, trên 1.300 hộ vay. Cụ thể các nguồn vốn quỹ trung ương trên 7 tỷ đồng, trên 263 hộ vay. Quỹ tỉnh trên 37 tỷ đồng, trên 1.364 hộ vay. Quỹ huyện trên 1 tỷ đồng, trên 76 hộ vay. Cơ sở 172 triệu đồng trên 47 hộ vay. Công tác thu hồi, trích nộp vốn quỹ đảm bảo đúng tiến độ, không có tình trạng nợ quá hạn, khó đòi. Qua kiểm tra, các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế đúng hướng. Đơn cử như trường hợp gia đình anh Nguyễn Văn Thọ ở thôn Điền Trù, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương đã được vay từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư chăn nuôi bò, lợn. Hiện gia đình anh phát triển chăn nuôi tốt, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Tôi thì có vay được vay của Hội Nông dân là 30 triệu. Thì trước hết là về mua đã thêm thắt và thêm mua bò với lại lợn, phát triển kinh tế dần dần. Và thì đấy hiện đến bây giờ là nó quy mô như thế, tình hình là lợn thì bây giờ là 25 con lợn lái hậu bị và 3 bò lái. Bỏ con thì bán, 2 con mới bán. Các cấp hội nông dân trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở ngành, các trung tâm của tỉnh như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra, Mặt trận Tổ quốc, Sở Tư pháp, Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Chi cục Thủy sản, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc, Viện Cây Lương thực, Cây Thực phẩm Quốc gia, các công ty phân bón Bình Điền, Hà Anh, Tiến Nông, Phú Điền, để tổ chức các chương trình tập huấn, hội nghị đầu bờ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khai thác vật tư, giống lúa mới có năng suất, chất lượng tốt, phục vụ hội viên nông dân. Kết quả, các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được 436 lớp tập huấn cho trên 3.500 lượt hội viên tham gia. Từ đó, họ đã áp dụng vào chăn nuôi và trồng trọt đạt hiệu quả cao. Trước thì tôi cũng đi sinh phữa. Thế thì tôi cũng được chi hội nông dân thì cũng giúp đỡ cho tôi vay vốn để tôi đầu tư, tôi trồng dưa. Thế tôi làm được đúng hiệu quả hơn những thứ trồng lúa, trồng các thứ khác. Đấy thì mỗi năm đấy thì tôi trồng thì đúng đầu tháng riêng lại tôi được 30 triệu 2 sào. Thế đi được 3 vụ tôi thu một năm 3 vụ là tổng chi phí tôi được 80 triệu, chi phí bỏ ra còn được 70 triệu nữa. Các cấp hội còn chủ động phối hợp với Viện Cây Lương thực Quốc gia, các công ty, phòng nông nghiệp chuyển hơn 500 kg lúa giống Khang Sơn 18, Q5, Vũ Di 3, C21, C23, LHD6, HD7, VH1. Đồng thời tiếp tục vận động nông dân trong tỉnh phát triển mô hình nuôi cua đồng,
trồng bí đao giàn ở huyện Vĩnh Tường, trồng măng, chuối tiêu hồng, cá chép ở huyện Yên Lạc, nuôi thỏ New Zealand, trồng cây thanh long, lúa thảo dược, nuôi cá lồng ở Lập Thạch, sông Lô, cây dược liệu ở huyện Tam Đảo. Với chủ trương đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, các cấp hội đã tín chấp cung ứng 1.500 tấn phân bón các loại của công ty phân bón Hà Anh, Phú Điền, phục vụ hội viên nông dân sản xuất. Việc tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân, giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền của hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị 26, chỉ thị 59 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nông dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, góp phần hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp tại các đơn vị. Kết quả các cấp hội đã tiếp nhận và hòa giải thành công 12 đơn thư, hòa giải trong nội bộ được 120 việc, phối hợp với các cấp các ngành hòa giải thành 86 vụ. Trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, cùng với thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên nông dân đã có những việc làm thiết thực như duy trì các hoạt động nâng cao chất lượng các làng xã văn hóa, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh. Các cấp hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Vận động đóng góp được trên 31 tỷ đồng, hơn 37.000 ngày công lao động, làm mới trên 75 km đường giao thông, đào đắp hơn 37.000 mét khối kênh mương, kiên cố hóa 51,5 km kênh mương, 85 công trình công cộng được xây mới, sửa chữa. Vai trò trách nhiệm của hội nông dân đối với công tác xây dựng nông thôn mới của xã đạo chúng tôi thì đây là một vai trò rất quan trọng của cả toàn đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị. Trong đó có hội nông dân là một cái hội tổ chức là quan trọng nhất trong công tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Thế thì là sau khi chúng tôi nhận được cái chương trình là cái đề án xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 thì chúng tôi đã triển khai cho các cấp hội đối với tất cả các chi hội và bà con nông dân toàn xã để tích cực hoạt động các phong trào để đạt được các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội vận động trên 120.000 hộ hội viên nông dân đăng ký đạt tiêu chí gia đình văn hóa, đạt 100% chỉ tiêu trung ương giao. Vận động nông dân tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa được trên 755 triệu đồng, hơn 2.500 ngày công, thăm hỏi giúp đỡ trên 700 hộ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt. Trong thời gian tới, công tác kiểm tra tiếp tục được tập trung vào 7 nội dung chính, gồm thực hiện điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của hội, quy chế hoạt động của ban chấp hành hội các cấp, đề án đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi tổ hội, xây dựng quản lý các loại quỹ, quỹ hỗ trợ nông dân, quản lý nguồn vốn vay tín chấp của ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tăng cường cái công tác tuyên truyền nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân trong thời gian tới, đồng thời hướng dẫn những cái quy trình thủ tục vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân cũng như là ngân hàng chính sách xã hội để nông dân hiểu và thực hiện theo đúng cái quy trình cho vay của hội dân tỉnh để đảm bảo nông dân sử dụng đồng vốn có hiệu quả và đạt được cái mục đích đề ra. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp cũng như phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra nhằm góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch đề ra, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Chuyên mục nông thôn Vĩnh Phúc kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.